MU gấp rút tiến hành chiêu mộ Gyökeres. Amorim ra lệnh cấm thứ hai ở MU. MU đổi Gigi lấy Lautaro Martinez. Thương vụ tốt cho tất cả. MU gấp rút tiến hành chiêu mộ Gyökeres. Victor Gyökeres trở thành cái tên nhận nhiều sự quan tâm nhất từ các tuyển trạch viên của những câu lạc bộ lớn ở châu Âu. El Mundo cho hay các tuyển trạch viên của Manchester United, Barcelona, Manchester City và Chelsea sẽ có mặt ở sân của Sporting CP vào lúc rạng sáng ngày 27 tháng 11 theo giờ Hà Nội để theo dõi trận đấu giữa câu lạc bộ Bồ Đào Nha với Arsenal. Mục tiêu của họ là quan sát màn trình diễn từ Gyökeres, chân sút đáng xem nhất châu Âu hiện tại. Cả Manchester United, Barcelona, Manchester City và Chelsea đều muốn bổ sung một tiền đạo trong thời gian tới. Ngoài ra, đối thủ của Sporting CP, Arsenal cũng muốn chiêu mộ Gyökeres. Trận đấu tại Champions League là cơ hội tuyệt vời cho pháo thủ đánh giá chân sút người Thụy Điển. Abola đưa tin Sporting CP chỉ để Gyökeres rời đi ngay trong phiên chợ tháng 1 năm 2025 nếu có đội bóng chịu trả 100 triệu euro, tức khoảng 84 triệu bảng phí giải phóng hợp đồng. Sporting CP biết rằng Gyökeres đang là chân sút tốt nhất châu Âu hiện tại, nên họ không thỏa hiệp. Tờ báo của Bồ Đào Nha tiết lộ, trước đó, chính Gyökeres thừa nhận điều khoản giải phóng hợp đồng của mình là rào cản lớn. Tôi nghĩ phí giải phóng là một trong những lý do ảnh hưởng đến tương lai của tôi, Gyökeres nói. Chúng ta phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong kỳ chuyển nhượng tiếp theo. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng tất nhiên tôi cũng muốn thử sức ở các giải đấu khác và ở trình độ cao hơn. Gyökeres là ứng viên nặng ký với Haaland trong cuộc đua cho danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu mùa 2024-25. Mùa trước, tiền đạo này ghi tới 43 bàn sau 50 lần ra sân cho Sporting CP, nằm trong số những trung phong có hiệu suất lập công tốt nhất trong top 7 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Hôm 24 tháng 11, Gyökeres tiếp tục ghi bàn giúp Sporting CP thắng đậm 6-0 trước Amarante ở Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha. Gyökeres nâng tổng số bàn thắng ở mùa giải này của anh ở cấp câu lạc bộ lên 23 pha lập công trong 10 trận gần nhất cho câu lạc bộ đội tuyển quốc gia. Gyökeres ghi đến 18 bàn. Amorim ra lệnh cấm thứ hai ở MU. Huấn luyện viên Ruben Amorim ra lệnh cấm thứ hai ở MU khi chiến lược gia mới 39 tuổi người Bồ Đào Nha này tỏ ra cứng rắn. Huấn luyện viên Ruben Amorim đã không lãng phí thời gian để đặt ra luật lệ tại Manchester United. Ông nói rõ với các cầu thủ của mình rằng họ không thể sử dụng kỳ nghỉ của các câu lạc bộ khi các đội tuyển quốc gia tập trung như cơ hội để đi nghỉ. Ruben Amorim tuyên bố ông sẽ cấm các cầu thủ sử dụng kỳ nghỉ quốc tế làm ngày nghỉ thêm sau những ồn ào xung quanh Marcus Rashford và Casemiro. Tờ Mirror của anh đưa tin. Huấn luyện viên Ruben Amorim mới đến MU và bắt đầu kế hoạch cho các buổi tập của đội vào thứ hai tuần trước. Nhưng Amorim chỉ làm việc với số lượng cầu thủ MU hạn chế vì một số người tập trung thi đấu cùng đội tuyển quốc gia, số khác lại rời anh đi nghỉ. Rashford và Casemiro là hai cầu thủ MU không được gọi vào đội tuyển quốc gia của mình trong đợt FIFA Days tháng 11 vừa qua. Thay vì ở lại MU, họ lại bay sang Mỹ tận hưởng kỳ nghỉ. Rashford đến xem trận đấu NBA giữa New York Knicks và Brooklyn Nets tại Madison Square Garden. Trong khi đó, Casemiro bay đến Florida để tận hưởng kỳ nghỉ cùng gia đình tại Disney World và xem một trận đấu của Orlando Magic. Bây giờ, tân huấn luyện viên MU Ruben Amorim đã đặt ra luật lệ tại MU rằng các cầu thủ sẽ không được phép đi nghỉ ở nước ngoài nếu không được chọn vào đội tuyển quốc gia. Nhưng ông không đổ lỗi cho Rashford và Casemiro. Huấn luyện viên Ruben Amorim của MU nói, tôi có thiết lập một cấu trúc khác không? Chắc chắn là có, nhưng chúng ta không thể áp đặt điều này lên các cầu thủ. Họ có 5 ngày nghỉ, họ có thể bay đến bất cứ đâu, bởi vì không ai trong câu lạc bộ nói rằng bạn không thể đi. Vì vậy lần này, chúng ta không thể áp đặt điều đó lên Rashford hoặc Casemiro. Gary Neville là một trong những người chỉ trích Rashford và Casemiro, đặc biệt là khi xét đến tình hình hiện tại của MU. Cả hai người đều không đạt được phong độ mong muốn. Cựu cầu thủ của MU, Neville cho rằng, với phong độ hiện tại không tốt của Quỷ Đỏ, việc các cầu thủ ra nước ngoài nghỉ ngơi không phải là cách sử dụng thời gian hồi phục hiệu quả. Cựu đội trưởng MU Gary Neville nói, tôi không quá bận tâm về việc Marcus Rashford và Casemiro sang Mỹ, nhưng bạn có kỳ nghỉ 4 ngày, Poland cách đó 12 giờ bay và chênh lệch múi giờ 8 giờ. Bạn bị lệch múi giờ rất tệ. Họ đã đến Poland và tôi đang đặt câu hỏi dựa trên tính chuyên nghiệp. Bạn đang chơi tệ, đội đang thua, bạn đứng thứ 13 trong giải đấu và có một huấn luyện viên mới sắp tới. Vậy bạn có chọn chuyến đi đó làm kỳ nghỉ để nạp năng lượng không? Đó không phải là chuyến đi nạp lại năng lượng. Điều đó không đúng. Trong khi đó, Amorim cho biết về những thay đổi mà ông sẽ thực hiện tại MU. Chúng tôi với tư cách là một câu lạc bộ phải đặt ra các tiêu chuẩn và phải quản lý điều đó. Quyết định của tôi là khi họ có 5 ngày hoặc 3 ngày để nghỉ ngơi thì bạn không được bay đi đâu cả. Đây là điều mà chúng tôi với tư cách là một câu lạc bộ quyết định. Vì vậy, điều này phải được bắt đầu trong câu lạc bộ và tôi chịu trách nhiệm trong lĩnh vực đó. Amorim ra lệnh cấm thứ hai ở MU.
Ở lệnh cấm đầu tiên, Ruben Amorim nổi tiếng là người tỉ mỉ nên ông đã cấm các trợ lý huấn luyện viên của mình đưa ra những chỉ dẫn phức tạp. Cựu huấn luyện viên của Sporting Lisbon tin rằng nếu ông không thể giải thích một ý tưởng cụ thể trong một câu thì không nên truyền đạt với các cầu thủ cho đến khi nó được đơn giản hóa. MU đổi Gigi lấy Lautaro Martinez, thương vụ tốt cho tất cả. MU đã xác định Lautaro Martinez của Inter Milan là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của họ trong mùa hè tới. Thậm chí, Quỷ Đỏ sẵn sàng dùng tiền cộng với Joshua Zizi để đổi lấy cầu thủ người Argentina. Một thương vụ bom tấn. Martinez, 27 tuổi, đã ghi được 6 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo trong 15 lần ra sân cho Inter mùa giải này. Tổng cộng, anh đã có 135 bàn thắng và 47 pha kiến tạo sau 297 trận cho gã khổng lồ của Serie A. Cầu thủ người Argentina mới ký hợp đồng gia hạn với đội chủ sân San Siro vào tháng 8, có hiệu lực đến tháng 6 năm 2029. Nhưng theo Fichajes, anh có thể chuyển đến Anh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Fichajes khẳng định rằng Man United coi Martinez là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của họ, hơn cả Victor Gyökeres của Sporting Lisbon, người đang được đồn đoán sẽ chuyển đến Old Trafford. Quỷ Đỏ được cho đã lập kế hoạch để đưa tiền đạo của Inter về trong hè 2025. Đội bóng Anh sẵn sàng trả 60 triệu euro, khoảng 50 triệu bảng, cộng với Joshua Zizi để có được chữ ký của cầu thủ người Argentina. Inter hứng thú với Zizi. Inter được cho là khá hứng thú với thương vụ này. Zizi được đánh giá cao ở Serie A nhờ phong độ của anh tại Bologna. Nesasuri từng cạnh tranh với Milan và Juventus trong việc ký hợp đồng với cầu thủ người Hà Lan này trong hè năm ngoái, nhưng bất thành. Zizi đã ghi 14 bàn sau 58 lần ra sân cho Bologna, bao gồm 11 bàn thắng tại Serie A mùa giải trước. Nhưng anh gặp khó khăn trong việc ghi dấu ấn tại Man United từ đầu mùa giải 2024-25. Cầu thủ 23 tuổi này đã ghi bàn trong trận ra mắt của Quỷ Đỏ trước Fulham vào ngày mở màn của mùa giải Premier League hiện tại. Nhưng anh đã không ghi được bàn kể từ đó, trải qua 16 trận tịt ngòi. Zizi được cho là đã sẵn sàng trở lại Serie A và Man United tự tin sẽ hoàn tất thỏa thuận với Inter vào năm tới, với Martinez có khả năng trở thành tiền đạo trung tâm mới của họ. Martinez có tốt cho MU. Martinez chắc chắn là một trong những tiền đạo trung tâm xuất sắc nhất trong làng bóng đá thế giới, với thành tích ấn tượng là 108 bàn thắng trong 217 trận đấu tại Serie A cho Inter. Anh giúp gã khổng lồ của Milan giành được 2 danh hiệu Serie A và 2 danh hiệu Coppa Italia. Tiền đạo này cũng có thành tích ấn tượng là 32 bàn thắng trong 70 lần khoác áo đội tuyển Argentina, đồng thời nâng cao chức vô địch World Cup năm 2022. Vì vậy, anh chắc chắn sẽ mang đến tinh thần chiến thắng cho Man United. Nếu có thể đạt được thỏa thuận với mức giá 50 triệu bảng cộng với Zizi, thì đây có thể là thương vụ tốt cho Man United. Martinez có thể tạo nên sự khác biệt cho hàng công của Quỷ Đỏ. Sự xuất hiện của một tiền đạo mới sẽ đẩy Rasmus Højlund xuống thứ hạng thấp hơn. Những cầu thủ người Đan Mạch này cần phải học hỏi từ một tiền đạo giàu kinh nghiệm và do đó động thái này có thể có lợi cho sự nghiệp của anh.